Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Let's go.
Let's go. We've got a lot to do. Yes, that's horrible. Get rid of that. Behavior. Fix that now. Oh, chop, dear. Chop. Yes. I'm a mess. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong kho. Chẳng có gì không. Và ta đang chuẩn bị cuộc thi meeting. Đây rồi, có một món đồ. Mình sẽ làm cái này đây. Ông ta đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ thứ ba, Brandy and Intermission, Chapter 1. Let's go, dear Henry. I seem a liar, this. Okay. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Conscious. This lift could use a few dry cells. Thế là các bạn phải đi làm từng nhiệm vụ một, chứ không thể làm cách quãng được. Ok. Cỗ máy ở đây đang hoạt động rồi. Khi cỗ máy này đưa lên, thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Rồi. Sau đó thì mình sẽ vào đây để làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là các bạn phải đi tìm 6 món đồ này và bỏ vào 6 cái trụ. Oh my god. Ok, tiếp tục nào. Món đồ đầu tiên rồi, mình sẽ vào đây để lấy món đồ thứ hai. Đồ thứ hai. Món đồ thứ ba, một cái bánh răng cưa. Sau đó các bạn sẽ tìm các căn phòng như thế này.
Cái lò phát sáng thì đúng là nó luôn. Một cái đĩa nhạc vẫn đang phát ở đâu đó quanh đây. Đây rồi. Sau đó thì mình sẽ đi thẳng vào đây xem. Ok, đã đủ 6 món đồ. Ok, sau đó nộp xong. Ok, that's all of them. Sau đó thì mình sẽ đặt 6 món đồ vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Rồi, đã hoạt động một thứ gì đó. Máy chiếu. Mình sẽ tìm cái máy chiếu này. Đây rồi, ok, đã hoạt động. Quay công tắc ở đây nào. Đóng cửa ở đây bị đóng luôn. Mình sẽ đi mon men ở đây. Ở đây có một cái cổng ra. Wow. Mình sẽ cho nước rút xuống. Rút cạn. This will definitely come in handy. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư. Sơ quan thô rô. Anh chàng này có bàn tay ma quỷ nên anh tạm không sợ gì hết. Một sinh vật ngoài hành tinh. Wow. Anh dịu anh chàng này nhá. Sau đó anh sang cô gái, rồi lại đến anh chàng này. Dạ. Đột đồ ra thôi.
Let's go. Biến thành một cái thùng rác. Đây đúng là một sở thích của ông chồng. Rất là kinh dị. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Scary Momo. Start game. Number one. Chuyện không biết ai, hình như là Momo. Giờ mình sẽ nhảy vào đây. Xem chỗ này có gì không. Và ta đang coi một cái gì đó, đây rồi. Như là một chiếc chìa khóa. Sau đó thì mình sẽ phải đột nhập vào trong nhà. Để ta chắc là cửa kia thôi. Giờ đợi bọn ta quay lại. Rồi mình sẽ đột nhập vào. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Children here. Play. Number one. Mở cửa lắm. Oh my god. Ở đây thì mình đang bị khóa. Và bây giờ thì mình phải tìm cách để tháo khóa này ra. Có một cái gì đó như thế này. Ồ, nó đóng cửa. Đây rồi. Ở đây có một tấm bản đồ. Mình phải đặt tấm bản đồ này.
ngoài trên nào. Ok, đây rồi. Oh my gosh. Chúng ta đứng ngay đây chặn đường, sợ thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Dispatch. New game, continue to start game. Tìm ở cái con tàu này xem nó ở đâu. Tàu chỉ ở đây. Đây rồi. Mình sẽ đón bỏ tấm vé nó vào trong này. Các bạn lôi tấm vé vào đây. Tìm một điều ta đang gần đây chạy đó. Chúng ta đang kêu. Ông ta không phát hiện ra mình. Ồ mày con, ta đi rất là nhanh. Ông ta mở một căn nhà nào đó để làm gì? Administration. Thì chúng ta là ngay phía sau mình. Wow, may sao ta không để ý.
lại cần phải có chiếc chìa khóa. Oh my gosh, ông ta là ngay sau. Wow. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Number one. Sau này không có gì. Đây rồi. Một chiếc búa. Các bạn phải tìm căn nhà 102 à? 102. Oh my gosh, rơi luôn xuống biển. Wow. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.